Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Hoạt Vọng Bi của em nhá. Đấy, các bác thấy không, đây là em số 2, tiếp tục. Các bác thông cảm nha, thời tiết nó hơi tối, các bác thấy chưa, xòe vip chưa, đuôi to chưa, cánh giá rất là đều nhá, các bác thấy không. Đấy, bây giờ em sẽ bật thêm tiếng đực cho em nó đấu này, bởi chim vừa mới về thì nó chỉ được tầm như này thôi, các bác cũng phải thông cảm, đấy chưa. Dáng hot thì rất là cao cầu, chơi cánh đuôi xòe này, đấy, một mẫu chim quá là ưng ý cho những anh em khó tính. Đấy, các bác mà lựa được những mẫu chim hot này thì em cũng nghĩ là rất là tuyệt vời rồi các bác ạ. Bởi vì là những con chim này thì cũng là những con chim mà anh em trên dân bản rất là tâm huyết, rất là tâm huyết khi tuyển cho em. Nên là nói thật sự với các bác là nhiều khi là giá cả nó cũng có thể có phần chênh lệch hơn, nhưng mà em cũng nghĩ là nó cũng không ảnh hưởng gì với những thú mà mình muốn chơi. Các bác cò anh em nó vừa nghịch nên là con chim nó hơi sợ một chút. Đấy, các bác thấy chưa, đuôi rất là đẹp đúng không các bác? Đấy, con chim này cực đẹp luôn các bạn. Đấy, điện rất là căng, bộ khá là to các bạn. Đấy, các bác thấy chưa? Giờ em sẽ kích cho nó gật gù hót lân múa lân nhá. Nói chung là chim vẫn còn mệt các bạn, nên là em nó chưa được ra được hết form. Đấy, các bác thấy chưa? Nói chung là móng bộ em này rất là đẹp đúng không? Các bác nhìn rất là cân đối từ đầu đến đuôi luôn. Hai họa thì rất là đẹp, đều tăm tắp nhau luôn. Chim này thì cũng là thuần lồng sách lồng hot. Tí nữa em lại ra lại sách lồng để cho các bác xem tiếp, xem về kiểm nghiệm cho các bác xem độ thuần. Cứ nói đến đâu làm đến đấy các bác nhỉ. Thì thực ra là chim cò có như nào thì em cũng sẽ miêu tả trên video hết. Thực tế là về nhà em nó như này thôi. Ảnh thì có thể chỉnh sửa được, như video thì thật sự em nghĩ là không thể chỉnh sửa được. Các bác xem video phải thông cảm giúp em là bởi vì là bây giờ thời tiết nó rất là tối rồi, cũng gần 6 giờ rồi, nên là cái màu con chim nó không được đạt như ở ngoài. Nhưng mà con chim này ở ngoài là màu đẹp hơn ạ các bác ạ. Đuôi xòe, bản đuôi rất đẹp nha. Cánh bắt chéo, chứng tỏ con chim rất là có sức. Qua tiếc cái là em nó vừa ra khỏi học thôi các bạn. Những con chim này là đều có clip sách tay hot hết. Nhưng mà nếu mà bác nào có cần clip sách tay hot của những con chim này ấy, mà anh em ở trên bản gửi cho em ấy, thì bác có thể nhắn tin qua Zalo thì em gửi cho các bác xem. Thêm cả cái clip đấy nữa để cho các bác tin là đây là chim thuần, sách lồng hot. Đấy, các bác nhìn trong bản đuôi em nó rất là ấy, rất là rộng. Và bây giờ em sẽ xin phép ra lại sách lồng tiếp cho các bác xem, để cho các bác kiểm chứng độ thuần của em nó như nào nhá. Còn chim quá đẹp đúng không các bác? Các bác nhìn này, em zoom lại cho các bác xem một lần nữa. Thật sự là quá đẹp luôn, không thể chê được con chim này nữa. Úi dồi ôi, nhìn sao nó đẹp thế cơ chứ. Nói chung là đợt này thì em phải cố gắng, thật cố gắng để tìm cho các bác những con chim mà làm sao các bác nghĩ. Bởi vì là có quá nhiều người đặt những con chim dạng dạng như thế này, chim thuần mà đuôi đẹp này. Nhìn con chim này rất là cân đối các bạn, từ bóng đến bộ của nó luôn. Bây giờ em sẽ ra sách tay cho các bác xem nhá. Em lại zoom máy ảnh ra này, quay của em ra. Đấy, máy quay của em nó chỉ được tầm cỡ này thôi, nó không được xịn sò như những cái máy ngoài thị trường khác. Nên là quay cạn cho các bác xem vậy. Các bác có gì các bác thông cảm đây. Rất là thuần các bác nhỉ. Đấy chưa, tính này, em đặt tay vào lồng nhé. Đặt tay vào lồng các bác kiểm chứng này. Rất là thuần, đặt ngón tay vào lồng này. Đặt ngón tay vào lồng mà con chim vẫn không sợ này, vẫn hót bình thường này. Đấy, con thấy chưa, bây giờ em ngồi xuống nghe em nó hót mấy thần thức một chút. Chim này thì chân thì cũng không phải vàng hẳn, nhưng mà lông người rất vàng các bác nhé. Lông người mới lại nói chung là màu lông rất là sáng, vàng. Chân thì chân cành đào, mỏ dưới thì mỏ em nó màu vàng, sống mỏ trên thì hơi hơi tối màu một tí.
Các bác cho ăn cám nào mà có hàm lượng ngô nhiều hoặc là cho ăn cám mà em đang bán ấy thì sau dần thời gian thì là lông và mỏ nó sẽ vàng lên. Bây giờ em sẽ xách lồng cho các bác kiểm chứng nhé. Đây là phần của em nó đẹp, cầm thẳng đây luôn. Như này là phần rồi đúng không các bác? Thấy chưa? Đấy, các bác thấy chưa? Bây giờ này, em lắc lồng các bác xem này. Đấy, lắc lồng này. Dừng lại em này, hót ngay. Khẳng định luôn quá rồi đấy. Bởi vì em đang là người đứng trực tiếp đây đối diện với con chim mà. Đây là lắc ngang này. Đấy, em phải lắc ngang các xem. Vẫn hót bình thường. Thấy chưa, các bác thấy không? Vẫn hót, thấy không? Đấy, vẫn hót bình thường. Thấy chưa? Một chú chim như này thì anh em còn năm tâm thì nó không rước về nhà mình chơi. Thấy chưa? Thấy chưa, các bác thấy không? Em đặt cả tay lên lồng để cho nó hót này. Ok, thì cái đây thì em chỗ này máy quay nó sẽ thừa hơn. Thì là em mỗi mình quay. Các bác thấy không? Đây này, thật biết đặt cái chân lên nó vẫn hót bình thường chị này. Các bác như thế này em nghĩ là thuần 100% rồi đấy ạ. Không phải là thuần một tầm 80% đâu. Móng bộ rất là đẹp. Cân đối chưa? Quá là chất này. Vỗ lồng rồi. Nhảy nhá, lại hot. Em khẳng định lại hot luôn. Đấy. Đấy nha, các bác thấy chưa? Của nó chứ không phải tự hào đâu, nhưng mà thật sự là video nó có như nào thì em nói thế thôi, không em không biết chỉnh sửa video quá nhiều. Bây giờ em ra zoom lại cho các bác một lần nữa xem để con chim này. Ui rồi ôi sao nó đẹp như gì cao cầu. Đấy video này, thấy chưa các bác, thấy chưa, thấy chưa, đẹp chưa, chất chưa, đúng là chất chơi người rơi các bạn. Này mà bác nào mà có điều kiện đại gia nào mà sắm cho thêm một em nó một cái lồng đẹp nữa thì khách đi chơi thì không phải nghĩ gọi rồi các bạn. Đấy các bác thấy cái video mà càng về chiều nó càng bị nó cứ làm sao em cứ thấy nó đỏ đỏ, đỏ kiểu gì ấy. Mà rõ ràng là màu lông con chim thì nó màu vàng, em cũng không hiểu chỉnh được gì ấy. Không biết có bác nào là chơi chim mà đam mê có biết về máy quay thì hôm nào chỉ giáo cho em một chút. Bây giờ các bác thấy hay không? Rất là ok nhá. Rồi video đến đây được 8 phút rồi. Em xin phép dừng video đây bởi vì là trời tối rồi. Mình em sẽ cho em nó nghỉ ngơi để sáng mai tắm rửa sớm chứ bây giờ cũng muộn rồi, chẳng kịp tắm nữa. Em xin chào tất cả các bác nhé, chúc các bác xem video vui vẻ. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé, bác nào chưa đăng ký ấy. Vâng, em xin chào các bác một lần nữa.